trong trường quay Mr. Perfect, quý ông hoàn hảo, năm người đàn ông cùng nhau tranh tài và thể hiện trước sự chứng kiến của 403 người phụ nữ xinh đẹp. Ai sẽ là Mr. Perfect, quý ông hoàn hảo Việt Nam năm 2019? Và bây giờ, hãy cùng chào đón người dẫn chương trình của chúng ta. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Mr. Perfect, quý ông hoàn hảo. Thưa quý vị, vào khung giờ quen thuộc 22 giờ mỗi tối thứ bảy hàng tuần, Quý Khang lại cùng gặp gỡ quý vị trong chương trình này trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Sunrise Media thực hiện. Thưa quý vị, chúng tôi xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng thuốc bổ gan Bogenix nhuộm gan tăng cường giải độc gan của Trafaco, và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng bộ đôi ngừa mụn nhập khẩu từ Ý Venicer Acne mụn rời xa da láng mịn của Sun Pharma. Và thưa quý vị, để chuẩn bị cho phần thi, chúng tôi đã tìm kiếm trong 1.000 người đẹp trên khắp cả nước để chọn ra 3 người đẹp nhất có mặt trong vị trí giám khảo ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng chào đón Hoa hậu doanh nhân, diễn viên Phi Thanh Vân. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón diễn viên Dương Cẩm Linh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón 5 gương mặt sẽ tham dự tranh tài ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng chào đón bạn Thanh Tâm. Tôi là Thanh Tâm, hiện đang là sinh viên năm 4 của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với tôi, một quý ông hoàn hảo là một quý ông biết biến mọi thứ trong cuộc sống trở nên một cách hoàn hảo. Tôi tự tin nhất ở bản thân tôi chính là có một nụ cười tỏa nắng. Tôi là quý ông hoàn hảo bởi vì tôi có nụ cười tỏa nắng. Thả tim rồi anh quăng quăng vòng vòng vậy thôi hả? Cái đó là mình tạo ấn tượng tốt với giám khảo ra. Xã giao thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chàng trai Nhật Thiên. Tôi là Nhật Thiên, năm nay tôi 25 tuổi. Tôi thích đọc sách và những cái ngày nghỉ của tôi thích đi đâu đó hoặc đơn giản chỉ là ngủ thôi. Mình muốn gửi đến các quý cô là ngày hôm nay không biết là có thể đến cuối được chương trình hay không, nhưng mà mình sẽ kiên trì, mình sẽ hết mình trong từng thử thách, từng trò chơi. Tôi chưa phải là một quý ông hoàn hảo, nhưng mà tôi tin tôi sẽ trở thành quý ông hoàn hảo bởi vì tôi có một trái tim hoàn hảo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thí sinh thứ ba. Xin được giới thiệu bạn Thanh Phú. Mình tên là Nguyễn Thanh Phú, năm nay mình 24 tuổi. Hiện tại mình đang là một nhân viên kinh doanh, một dược sĩ, đồng thời cũng là một người mẫu tự do. Những người xung quanh thường nhận xét mình là một chàng trai gần gũi, dễ hòa đồng, dễ thích nghi. Sắp tới thì mình sẽ sử dụng tấm chân tình của mình để thu hút 403 quý cô trong phim trường ngày hôm nay. Tôi là một quý ông hoàn hảo bởi vì tôi biết cách làm cho người phụ nữ bên cạnh mình trở nên hoàn hảo nhất. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thí sinh thứ tư. Xin được giới thiệu bạn Phạm Tính. Mình tên là Tính Phạm, năm nay mình 22 tuổi và nghề nghiệp của mình là người mẫu ảnh và diễn viên tự do. Em có tham gia cuộc thi Nhà vương văn hóa toàn cầu năm 2017 ở Philippines. Em là nam vương tài năng. Vua của mình là một người con gái nết na, dịu dàng, tóc dài và đặc biệt phải ngoan ngoãn với thương gia đình. Tôi là quý ông hoàn hảo bởi vì tôi hay khóc một mình, nhưng tôi luôn mạnh mẽ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gương mặt thứ tư. Xin được giới thiệu anh Huy Trần. Xin kính chào quý vị, tôi tên là Huy Trần. Năm nay tôi mới vừa bước sang tuổi 40. Công việc hiện tại của tôi là hiệu trưởng trường quốc tế. Tôi được sinh ra và lớn lên miền quê sông nước. Đối với tôi, tình người luôn hiện hữu trong trái tim tôi một cách thân thiện, gần gũi và tự nhiên. Tôi sẽ là quý ông hoàn hảo bởi vì tôi luôn cầu tiến, có chí tiến thủ và biết nhu cương đúng lúc. Quý vị, mọi thứ đều được sẵn sàng. Ngay bây giờ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với vòng 1 thử thách nam tính của chương trình. Quý ông hoàn hảo. Chúng ta đã cùng quay trở lại với thử thách nam tính của Mr. Perfect, quý ông hoàn hảo. Thưa quý vị, nhà em không có gì ngoài điều kiện. Nhà có nuôi rất nhiều gà nên có rất nhiều trứng. Và đây cũng sẽ là thử thách dành cho các bạn trai của chúng ta. Đó chính là thổi trứng bay lên.
Quả trứng này đã được sơn hai màu. Nhiệm vụ của các bạn là hãy đặt đôi môi của mình, dùng làn hơi khỏe mạnh ấy thổi làm sao cho trái trứng của chúng ta lật ngược lại. Các bạn sẽ có thời gian là 1 phút. Bạn nào của chúng ta thổi nhiều quả trứng hơn sẽ là người giành chiến thắng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước đến phần thi của thí sinh đầu tiên. Xin mời Thanh Tâm. Tâm ơi, cố lên chứ, đừng làm thất vọng nha Tâm nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đặt cược xem bạn ấy sẽ thổi được bao nhiêu quả trứng. Đầu tiên hãy cùng đến với người đấu giá thứ nhất. Xin mời Phi Thanh Vân. Vân đấu giá thổi được 1 quả trứng. 1 quả trứng là thôi. Wow, có vẻ con số hơi khiêm tốn. Còn với Dương Cẩm Linh, Linh nghĩ là chắc là bạn này cũng có thể thổi được chắc 3 quả. Xin mời Tuyền Mập. Em 5. 5 trái. Dạ. Vâng. Kính thưa quý vị, trong phần thi này, nếu đấu giá viên đưa ra đáp án xa nhất, xa nhất, thì đấu giá viên ấy sẽ bước lên đây khiêu vũ với thí sinh bị phạt. Trời, cái gì kỳ vậy? Đó là quy tắc của trò chơi này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của bạn. Quý vị khán giả vỗ tay thật lớn cổ vũ ạ. Phần thi của bạn 3, 2, 1, bắt đầu. Thấy chưa? Thấy chưa? Là thổi đúng 1.5 trái, nhưng mà chúng tôi chỉ lấy con số chẵn thôi, cho nên trong trường hợp này chỉ đúng 1 trái. Phi Thanh Vân là người đã đưa ra đáp án chính xác, Tường Mập là người đưa ra đáp án sai nhất. Anh biết tại sao mà em dự đoán là 1 quả trứng không? Bởi vì em tin là một cái người mà khi lên sân khấu như vậy thì sẽ rất là hồi hộp, mà khi hồi hộp thì chắc chắn là bạn ấy sẽ không thể có khả năng thổi được nhiều. Bên cạnh đó nữa là chỉ có 1 phút thôi, mà nếu như thổi được 1 cái là đã rất là mất sức rồi, thổi được nhiều thì lại càng khó hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chứng kiến chuyện tình của Jack and Rose sẽ cùng khiêu vũ trên sân khấu của chúng ta. Nó sai rồi. Nhiều khi người ta cố tình, người ta muốn lên nhảy, người ta ốm á, tập thể dục đó. Em nhận ra một điều là em đã sai thật nhiều nha các anh nha. Mọi người ơi, mọi người, đây là một bí mật mà bây giờ tôi cầm tay bạn trai thì tôi mới biết. Đó là bạn trai cố tình thổi không được để được nhảy với tôi ha. Vô em. Bình thường thôi. Thế nào tới trước nè. Wow. Tiền biết nhảy đó nha. Tiền nhiều thôi nha. Xoay 45 độ. Giờ tới nè. Xoay cái. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh thứ hai, Nhật Thiên. Và lúc này đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần đặt cược của 3 đấu giá viên. Hãy cùng đến với người đấu giá thứ nhất. Xin mời Phi Thanh Vân. Chị mong muốn là em sẽ thổi được 3 quả trứng. Còn với Dương Cẩm Linh, Linh nghĩ là chắc là bạn này cũng có thể thổi được chắc 3 quả. Xin mời Tuyền Mập. Em nghĩ là bạn này khả năng khoảng được 2 trái. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của bạn. Bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Thưa quý vị, Nhật Thiên sẽ đến với phần thi của mình. 3, 2, 1, bắt đầu. Để sát cái miệng vô. Để sát miệng vô em ơi. Ngập miệng vô cái thành, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, bể chứng rồi. Thank you.
làm tiếc cho em và có một cái chút xíu gọi là không hài lòng. Chị thực sự là bất ngờ. Em thổi từ bên này, em thổi qua bên đây. Khi mà cái cảm giác mình thổi như vậy, đó là cái thế tấn công. Bởi vì nam tính thì luôn luôn có cái máu tấn công và hiếu chiến hiếu thắng. Nhưng mình sẽ không làm như vậy. Hãy nhẹ nhàng, hãy điềm tĩnh. Tuyền thân mến, dạ, em đã giành chiến thắng trong cuộc dự đoán này. Thưa quý vị, khiêu vũ trước đây chỉ có hai người mà thôi. Tuy nhiên lần này chúng ta sẽ cùng đến với khiêu vũ 3. Xin mời hai người đẹp cùng bước lên sân khấu. Anh Khang, anh có muốn vào chung không? Bốn người luôn nè. Yes, so nice. Không, em chưa chung. Mày chung vô đây em, anh em. Ủa? Vì chúng tôi không ngờ là ban giám khảo lại có thể cuồng nhiệt đến như vậy. Phạt có hai người mà có một chị ba, chị lên đây chị nhảy chung vậy. Có nghĩa là tình đồng đội đó. Rồi, cảm ơn. Một tràng ở đây cho Nhật Thi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh Thanh Phú. Chúng ta đoán xem sẽ có bao nhiêu quả trứng được thổi. Thế từng đoán thì bạn này khoảng tầm 3 cái trứng. Em chọn 5. Chị mong muốn rằng em sẽ thổi được 4 quả trứng. 3, 5 và 4. Phú à, người trước được 10 quả đó. 1 phút dành cho Thanh Phú. 3, 2, 1, bắt đầu. Đưa miệng vô, đưa miệng vô cái bành ly. Đưa miệng vô cái bành ly. Đúng rồi, mở cái bành lên. Tuyền thân mến, em đã giành chiến thắng trong cuộc dự đoán này với 3 quả trứng chính xác. Và Dương Cẩm Linh hiện giờ đã dự đoán 5 quả, sai nhiều hơn, tạm thời là 2 trái. Thể theo yêu cầu của 1.800 khán giả thì có thể thấy là ban giám khảo của chúng ta cực kỳ xinh đẹp, rất là đáng yêu. Cho nên ban tổ chức của chúng tôi quyết định là sẽ không phạt ở lượt thi này. Nhưng sẽ gom 3 lần cùng lúc. Người nào mà đoán sai nhiều nhất sẽ lên đây phạt luôn một lần. Có nghĩa là chúng ta sẽ tổng kết cái điều này sau 2 lượt thi đấu nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ từ phía Phi Thanh Vân. Trái đầu tiên em thổi vào 28 giây, trái thứ hai 25 giây và trái cuối là 6 giây. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì em đã cố gắng và sự mong muốn của chị đã được em đền đáp tới 80%. Cảm ơn em. Cùng đến với phần thi tài của Phạm Tính. 3 người đẹp của chúng ta sẽ dự đoán là bao nhiêu? Em nghĩ là bạn này khả năng khoảng được 2 trái. Xin mời Dương Cẩm Linh. Nên cũng nghĩ vậy. Chị mong muốn là em sẽ thổi được 3 quả trứng. 1 phút với 10 quả trứng. Bắt đầu. Qua cái khác đi. Woo!
Đằng sau một cơ thể khỏe mạnh như vậy là một làn hơi không thể chê. Thưa quý vị, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy chúng ta có được 6 quả. Trong lượt thi này, tạm thời số lượng sai số nhiều nhất vẫn đang thuộc về Dương Cẩm Linh. Và người dự đoán gần đúng nhất đó chính là Phi Thanh Vân. Cảm ơn. Chị chúc mừng em. Trái đầu tiên 55 giây. Trái thứ hai 52 giây. Trái thứ ba 47 giây. Trái thứ tư 41 giây. Trái thứ năm 20 giây. Và trái cuối cùng 13 giây. Rất là xuất sắc. Và thưa quý vị, chương trình tiếp theo anh Quý Trần. Với chàng trai này, chúng ta đoán xem sẽ có bao nhiêu quả trứng được thổi. Em đấu trước nha, tại em sai nhiều quá rồi. Hai trái. Ok, em đoán anh ba trái. Anh sẽ thổi được 4 trái. Và hãy cố gắng điều đó vì em. Cảm ơn em. Và bây giờ 1 phút 10 quả trứng dành cho anh Huy Trần. Bắt đầu. Chúng ta có được 3 trái. Một lần nữa, Tuyền Mập đã dự đoán chính xác được 3 trái. Và xin được chúc mừng anh. Nói chung là nhìn anh rất là nhiệt huyết trong tất cả công việc. Ngay cả cái việc thổi trứng này, bằng mọi giá phải làm được. Thưa quý vị, như vậy sai số nhiều nhất đã thuộc về Dương Cẩm Linh. Chúc mừng Dương Cẩm Linh. Xin mời Dương Cẩm Linh lên đây. Xin mời ba thí sinh chúng ta cùng lên đây. Vì ban tổ chức đã luộc chính quả trứng này để tránh trường hợp trong lúc khiêu vũ vì cảm xúc dâng trào. Vì cảm xúc dâng trào. Mà chúng ta không kiềm chế được khiến quả trứng rơi tõm xuống dưới. Dương Cẩm Linh, bạn chỉ chọn một trong ba người để khiêu vũ trên sân khấu. Và sau đó chúng ta sẽ áp quả trứng lên trên trán của hai người và cùng khiêu vũ trong thời gian 30 giây. Miễn sao không bể quả trứng là được. Rồi bây giờ có 3 người, 1, 2, 3, mời Dương Cẩm Linh sẽ chọn một người khiêu vũ cùng với mình. Ba thí sinh này, ai là người biết khiêu vũ? Tôi thấy là không cần biết khiêu vũ đâu, mà quan trọng là ngang chiều cao của mình để đặt quả trứng đâu cho vừa. À đây nè, mấy bạn đang ngang nè. Rồi đó, mời Nam Dương ra đây. Cảm ơn hai thí sinh còn lại. Chúng ta sẽ cùng đến với chuyện tình quả trứng đột để xem coi Romeo and Juliet, Jack and Rose sẽ thể hiện điều nhảy của mình như thế nào. Mời cả hai. Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là lúc mà quý vị khán giả sẽ bình chọn cho 5 thí sinh của chúng ta để xem thí sinh nào nhận được bình chọn nhiều nhất, có nghĩa là quý vị yêu mến nhất. Thí sinh nào bình chọn ít nhất sẽ chia tay với chương trình của chúng ta. Và thời gian bình chọn của quý vị khán giả bắt đầu. Sẽ có hai thí sinh với lượt bình chọn thấp nhất của chúng tôi sẽ phải chia tay và chúng ta sẽ cùng đến với kết quả. Đầu tiên, hãy cùng đến với kết quả cùng bạn Thanh Tâm. Xin chào Thanh Tâm, là thí sinh tham gia đầu tiên. Cảm giác của bạn lúc này như thế nào? Dạ, hiện tại là em rất hồi hộp. Rất là hồi hộp, dạ. Đúng không ạ? Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu Thanh Tâm có vượt qua vòng thi thử thách nam tính hay không. We'll be right back.
Thank you.